Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Thì hôm nay thì cái video tiếp theo thì Phong muốn giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm khác, không phải là về van. Có nhiều bạn tưởng Phong chỉ bán về van thôi, nhưng mà thực tế là Phong làm đủ hết các hãng luôn ha. Thì ở đây là sẽ có giày Jordan nè, Nike ha. Nike Phong chiếu là Nike nhiều hơn Adidas. Adidas ít làm lắm. Rồi, nếu mà video đầu tiên các bạn xem bên mình thì thì đây là cái trang của bên Phong nha, Phong Insta. Phong là dịch vụ ở đây ship Mỹ và ha, Phong làm chuyên về giày dép, quần áo, phụ kiện á, nhưng mà nếu mà thì nó đủ hết trơn á, đủ các cái sản phẩm khác thì Phong cũng làm hết, nhưng mà chủ yếu về giày dép, quần áo, phụ kiện ha. Và đây là cái trang cá nhân của Phong nè. Rồi, rồi bên đây thì cái này là cái Instagram cá nhân của bên Phong nha. Đây Phong Phạm ha, Phong sẽ để cái đường link ở cái phần mô tả để các bạn có thể tham khảo. Và đây là cái trang bên bay bên shop nè. Rồi, rồi nha các bạn. Rồi thì đi vào video ngày hôm nay. Thì để Phong quay sơ với các bạn nha. Cái đồ đây kia là Stan Smith ha. Đây là kiểu là Nike ha, có Nike Kotex nè, Air Jordan 1 Low nè ha, Air Jordan 1 Mid nè, Air Max 1 nè. Rồi gì? Nike React Element nè. Đây là Air Max 90 90 95 98 ta. 95 ha, cái này là đôi gì quên mất tiêu rồi. Cái đôi này Cote nè. Cái đôi này là Air Force One mà Shadow mà mới nè. Cái này là đôi cái gì Fear of God gì đó đó quên mất tiêu rồi. Fear of God cái gì quên rồi ta, cái gì Fear of God đó ha. Rồi cái đôi đó mình có làm video rồi đó. Rồi bây giờ sơ nha, thì mình sẽ quay bên cái phong cho các bạn xem cái này. Thì hai đôi Jordan này, thì ba đôi Jordan này là Phong đã làm video giới thiệu rồi, chắc Phong không có làm nữa, chắc không không nói nữa. Thì đầu tiên thì Phong sẽ giới thiệu cho bạn cái đôi này trước đi ha, cái đôi Jordan này trước đi. Có bị mờ không ta, có thấy bị chói rồi ha. Đôi này thì là order trên StockX nè, order trên StockX rồi. Thì cái hộp của nó nè ha, Jordan 1 Mid Jet. Jet là cái dòng mà dòng kit á, dòng con nít á, nhưng mà chủ yếu size 40 trở xuống, thì các bạn mua dòng Jet thì nó rẻ hơn, nó cũng y chang à ha. Rồi thì video này chắc cũng form quá, thì cũng quay cho các bạn, giới thiệu cho các bạn sản phẩm bên mình đó. Thì Phong có nhận chuyên về order stock it gold ha, giá rất là tốt. Các bạn có thể cần thì các bạn có thể là nhắn Phong để Phong báo giá thử cho các bạn. Rồi xong thì qua đây đôi tiếp theo, đôi này thì cũng là order của StockX luôn ha. StockX đợt này hơi nhiều quá. Rồi ê, đôi này hay nè, đặc biệt này Phong sẽ quay cho kỹ các bạn nha. Này là Nike Air Max 1 sketch, là kiểu như là vẽ hả, hay là kiểu như là họa đó ha. Tóc ký rồi á, vẽ đó, kiểu như phác thảo đó. Cái mã school của nó là GCJ4286101 nè. Đôi này khá là hay, khá là lạ rồi nha. Rồi cái hộp của nó rồi thì Phong sẽ quay qua đây. Trước thì tổng quan đôi này là Phong order trên StockX nè, đầy đủ hết. Rồi đó, thì bây giờ Phong sẽ quay kỹ từng đôi cho các bạn. Rồi tổng quan cái đôi này nha, mặt ngang của nó nè. Rồi đó, kiểu như là cái đôi này đôi phác thảo á đó. Lạ không, chất liệu thì là có suede nè bạn, suede nha.
Rồi vải nỉ á. Rồi cái này là vải cái chất gì á, thun á, mình thấy hơi cái chất hơi, nó kiểu như là nó lỗ, nó có thông á, lỗ khí. Ý là nhìn nó có vẻ thông khí á nhiều. Không biết nói sao nữa ha. Co giãn. Rồi. Đây là vải nỉ nè. Phong không biết, Phong thì quen gọi nó là nỉ cái đế nữa nè. Đế này giống như là mấy cái đường, cái này là nó vẽ hơn nha mấy bạn, nhưng mà cái này là ISO nè, là cái đế mà kiểu đặc đặc trưng của bên Jordan á, hay là LeBron á, nó cũng có những cái đôi ISO là giống như là các bạn, nó gọi là băng á, hay một cái lớp mà đế trong suốt thì thấy được cái phần detail ở cái phần hoàn thiện của sản phẩm ở bên trong. Đế E ha. Rồi, đó. Rồi. Một lưỡi gà nè. Lót trong nè. Nó có cái phần bên trong đó nè. Rồi tem. China. Rồi. Chứ Phong sẽ làm tiếp cho nhanh. Không không có kịp thời gian được tại vì nó nhiều giày quá. Rồi, hôm tiếp theo thì Phong sẽ bẻ cái này ra bên đây. Rồi, tiếp theo thì cái đôi này. Đôi này thì nó là cái dòng Nike để mình không quay hộp trước nha. Hộp của nó thì là nó dạng như là hộp hộp kéo nè, hộp về mấy cái dòng cao cấp đặc biệt của bên Nike á. Rồi. Blazer hả? Blazer mid Sky Sky Sakai Sakai BV00721000. Ha, đôi này là nắp nắp kéo, thì đôi này là Phong order trên GOAT. Bạn order Phong trên GOAT ha. Nó có những cái chứng từ gì ở trong theo nhưng mà Phong không có mở ra nữa, thì Phong giới thiệu với các bạn vậy thôi. Đôi này có hai bộ dây luôn nha mấy bạn. Nó có một bộ dây ở trong hộp á. Rồi cái đôi này thì là đi dây cũng rất là đặc biệt nha mấy bạn, kiểu như là đôi này giống như là nó là nó dập hai cái, nó cứ chồng 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 lên nhau vậy đó ha. Nè các bạn thấy nhiều cái chi tiết nó cứ chồng 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 lên nhau, nó đắp lên nhau, nó giống như là xác ướp vậy. Rồi đó. À, Phong thì cũng không có rành về cái lịch sử lắm thì Phong cũng không có nói rõ nó được. Phong cũng không biết rành lắm thì Phong sẽ quay cho bạn xem thôi. Sản phẩm nó như thế này ha. Đó. Rồi. À, đế như sắp ướp vậy, nó chồng chồng lên là cầm cũng khá là nặng á. Đế. Rồi. Cái này thì chặt quá, không bộ dây của nó nè cũng khá là đẹp ha. Dây nó là dây đôi luôn nha mấy bạn, dây nó là dây đôi á, là đi một lần là đi hai dây nè, mình thấy cũng khá là hay. Đôi này khá là đẹp, cái này không biết có móc tem được các bạn xem không nữa. Đế trong đó nè, à, tem đó nè. Cái này chắc chịu quá, Phong móc nổi luôn, nó sâu lắm rồi, đi đi dây nhiều lắm. Rồi thôi được rồi, dừng lại đây. Rồi Phong tiếp theo không giới thiệu là cái đôi này, đôi Nike Cortez này. Rồi Phong sẽ quay hộp cho bạn nha. Này Nike Cortez gì con cũng không chắc, hay là nắp nắp trượt. À, Nike Cortex Kenny ha, mã của nó là AV295010 nè, mã vạch nó luôn nè ha. Đó rồi thì cái đôi giày này là Phong order ở trên Stock It luôn nha. Đôi đó ở trên GOAT, cái lô này nhiều giày
Như vậy order stock is God đó. Thì tổng quan cái đâu này nó như thế này. Nikki Kotek Wear with shock and tone shock. Nó chỉ mình cách mặc luôn. Có cái đế phía sau đó nè. Rồi house shoe về trong nhà hả? Thực tế á, thì Phong thích đó giờ Phong làm á, đó giờ là Phong làm Nike không à. Lúc mà mới bán thì Phong cũng bán Nike luôn, thì thật sự Phong thích tùy mỗi người tùy cái trường phái, nhưng mà với cá nhân Phong á, thì Phong thích về Nike hơn, bởi vì Phong thấy cái Nike nó kiểu như là giày nó gắn liền với cái văn hóa của người Mỹ vậy đó. Một cái American brand ha. Là các bạn sẽ thấy thì với cá nhân Phong thì Phong thấy những cái sản phẩm của Nike nó rất là đi liền với cái văn hóa người Mỹ, với cái culture, với cái bản sắc, với cái lịch sử phát triển kinh tế xã hội của nước Mỹ luôn. Các bạn theo dõi những cái phim phim thì chủ yếu người ta cũng mặc đồ của Nike là chủ yếu, đúng không? Và Phong theo cá nhân Phong thôi nha, thì Phong cũng thấy là hình ở bên người Mỹ người ta cũng thích Nike hơn so với Adidas. Sạch giày của Adidas thì Phong thấy là nó giống như là để cho công việc á, hay là để cho học thuật, để giống như là giày mang bình thường thôi, nó không có tính thời trang nhiều so với giày của Nike. Đối với cá nhân Phong nha, thì tùy mỗi người, tùy mỗi cái gọi là cái gu ha, mỗi người mỗi sở thích. Thì với cá nhân Phong thì các bạn sẽ thấy bên trang của Phong là chủ yếu giày Nike nè, giày Converse nè, giày của Van nè. Van thì mới Phong cũng làm nhiều gần đây, tại vì giá thành nó rẻ ha, cái lượng khán giả nó nhiều. Nhưng mà Nike, Jordan là những cái đó. Như vậy bạn thấy không, Nike là có những cái đôi như Jordan đó ha. Rồi rồi chắc Phong sẽ không có nói nhiều, nó không nó hết thời gian rồi, qua mấy cái đôi này rồi. Nè cái đôi Nike Air Force 1 nè, nó không lực 1 nè, cũng là gắn liền với người Mỹ. Là cái đôi này ra năm 1982 ha. Còn Nike Kotex á, ra đời vào đầu tiên và giày cho chạy bộ, thể thao chạy bộ cho năm 1972. Đó là lịch sử của nó gắn liền với nước Mỹ. Với các bạn xem những cái phim hay là những cái phim retro vintage đó, thì người ta cũng lấy những cái móc đó, người ta cũng hay là lấy cái sản phẩm là của giày Nike để người ta nói về cái mốc thời gian nữa đó. Thì không lực một đôi này đôi solo shadow nè, mới nè, thì nó cũng có cái hại cái style là đắp chắp giá lên, thấy không? Retro nè, cái ý là nó chắp vá những cái hoa văn cũ, họa tiết cũ nè, cũng là đắp ha. Nó rồi đôi này chắc không có làm nữa, cũng nói tới đây thôi. Rồi element thì mọi người biết rồi ha, vậy này cũng là công nghệ Lunalon. Phong không biết nó đúng không, nhưng mà rất là nhẹ ha, đế Lunalon đó. Đôi này thì là người ta Phong cảm thấy nó là một cái gọi là phong trào á, đáng là Phong nghĩ nó sẽ là phát triển lớn, có giống như là phong trào vào năm 2019, nhưng mà nó cũng có gì đó khá là yếu ha. Mọi người cũng hồi đầu năm mọi người cũng khá là thích nó, nhưng mà càng về gần cuối năm thì cái dòng Elements này nó không có thật sự gọi là phát triển, hay là không có được mọi người chú ý tới nhiều, nó khá bị flop, nó khá là flop. Phong cảm thấy như vậy ha. Thì đôi này hiệu năng tốt, về chạy bộ, về thể thao, về thời trang luôn. Đôi này thì là Stan Smith ha, cái này Adidas thì chọt sọt phải có không? Một lô Phong giày về thì nó chủ yếu toàn là Nike không à ha, khách Phong cũng chủ yếu là Nike. Hôm qua đến đó không có đôi Zom nữa, thì cái đôi này không biết là dòng collab hay là dòng gì mà cũng khá là đẹp á, khá là chất lượng nè. Thì Phong nghĩ là cái dòng này cũng cao cấp nè, nắp hộp rất là cứng ha. Nè Stan Smith Recon ha, đó. Thì đôi này là một bạn nữ thôi, đôi này đó cũng khá là đẹp. Rồi cuối cùng thì đôi này, đôi Fear of God này Phong đã làm một cái video giày mới luôn, nhưng mà cái đôi này đặc biệt là Phong order giày usage, giày cũ, con cũ ở trên God. Nhưng mà cá nhân Phong nha, thấy nó vẫn rất là sạch, nó như nó có vệ sinh trên bàn sơ rồi đó, cầm không có dơ gì hết luôn, rất là sạch luôn á, rất là sạch, rất là thơm luôn nha, rất là sạch sẽ luôn nha mấy bạn. Nhìn ý là cái này là giày usage mà nó phải có những cái này thôi, nhưng mà về cơ bản thì nó cũng có vệ sinh cho chúng ta và khá là mới, khá là thơm ha, cá nhân Phong á. Và Phong order về usage của God rất là nhiều rồi,
nhiều lần lắm rồi thì nó không bao giờ cái correction nó không có quá sai, nó không có sai so với hình nè. Và mình nhận đôi giày rất là chất lượng ha, bó gói gói đàng hoàng hết và rất là sạch sẽ luôn. Thì nếu các bạn có ý định mà order gót á, thì Phong recommend rất là cũng khuyến khích đó các bạn mua giày trên Udesit, tại vì thứ nhất là giá tiền nó rẻ nè, thứ hai là hình ảnh rõ ràng và nó cũng sạch sẽ, nó cũng đàng hoàng chứ nó không có quá tệ đâu ha. Một cái option cho các bạn trong việc mua sắm giày, ví dụ như cái đôi giày con khá là mới, có hồi trước Phong order một cái đôi mà Yeezy Oreo á, collection nó rất là mới luôn nha, y như là giày mới luôn, nhưng mà nó chỉ có bằng 60%, hình như cái đôi đó đợt đó nó cũng tính ra so với giày mới thì cái đôi đó nó chỉ có 60% giá thành thôi, nhưng mà khi mà nhận giày cái vị khách nó cũng nó trội sao mới quá vậy, những cái line, những cái đường mà ở trên cái lót đế nó vẫn còn sạch sẽ luôn. À, thì cái đôi phi gót này Phong cũng không có làm nhiều nữa, nhưng mà Phong chia sẻ về cái việc mà order giày Yeezy hay là order những cái giày mà collection ở trên gót. Ở trên gót nó có nhiều cái sản phẩm khác như là no box là giày không có hộp nè, hay là giày no lid là giày mà có hộp mất cái nắp á, và giày cũ á, thì Phong nghĩ Phong cũng recommend các bạn mua, bởi vì những cái dòng đó thì ship nó cũng rất là nhanh, nó có nghĩa là nó vận chuyển cũng nhanh lắm ha. Rồi, cảm ơn các bạn, thì chắc là dừng video đây được rồi, nó khá là dài rồi, Phong sợ mọi người không có coi hết. Rồi, Phong sẽ dừng video ở đây nha, cảm ơn các bạn. Các bạn có thể like và đăng ký kênh ủng hộ Phong để có nhiều sản phẩm khác phục vụ các bạn hơn nha. Rồi, thật sự khá là dài rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều.